Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Nhâm Tuất 2020 trong năm Canh Tý bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ. Phong Thủy May Mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Nhâm Tuất 2020. Không có nhiều biến động, song may mắn cũng chẳng có nhiều. Bạn khá khó khăn khi tìm kiếm phương hướng để tiến bước trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy May Mắn khái quát chung về tuổi Nhâm Tuất năm 2020. Con giáp thuộc niên mệnh này bản mệnh nạp âm là Đại Hải Thủy, có ngày sinh từ 25 tháng 1 năm 1982 đến ngày 13 tháng 2 năm 1983. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét về nam mệnh. Xét về sự nghiệp, trong năm 2020, thiên can canh kim lộ xuất thực thần, địa chi tí thủy lộ xuất thiên tài. Mặc dù không có tác động cụ thể gì với người tuổi Nhâm Tuất, nhưng thiên can và địa chi lại hợp thành tổ hợp cát lợi thực thần sinh tài. Chính vì thế, trong năm Canh Tý bản mệnh gặp nhiều may mắn trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thành tích làm việc được nâng cao. Thêm vào đó là có thực thần tác động khiến bạn có một cuộc sống tự do, hưởng thụ, thường không phải chịu áp lực, ràng buộc từ cấp trên và đồng nghiệp. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Một khi đã xác định kế hoạch thì có thể thoải mái thực hiện, không cần lo trước lo sau hoặc là có người hãm hại. Người tuổi này có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp nhờ đạt được thành tích tốt. Nhưng cơ may này chủ yếu đến với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư. Những người làm văn phòng thì khó đạt được cơ hội này. Song bạn cũng nhận được sự tôn trọng của bạn bè và đồng nghiệp, được cấp trên ưu ái, có cơ hội được tăng chức, đãi ngộ, không phải chịu sự chèn ép, không có nhiều áp lực, được tự do hoàn thành công việc của mình. Còn xét về tài lộc thì nhờ có cục diện thực thần sinh tài mà năm 2020 là một năm khá thuận lợi với người tuổi này trên phương diện tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội phát huy năng lực và tài hoa của mình trong sự nghiệp. Đặc biệt, nếu bạn làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh hay là đầu tư, bạn dễ dàng thăng chức, tăng lương, nguồn thu nhập cũng khả quan hơn so với năm vừa qua. Tuy nhiên thì con giáp này cũng cần phải chú ý, tuy trong năm 2020 Thái Tuế không có ảnh hưởng lớn tới bản mệnh, song vận may của tuổi Tuất chỉ ở mức trung bình, trong cuộc sống hay là trong sự nghiệp cũng cần phải chủ động tự lực cánh sinh, không phụ thuộc vào bất cứ ai mới có thể thành công được. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an, may mắn, mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Quý nhân hiếm hoi lắm mới xuất hiện, vận may sẽ không tự động đến với bạn mà bạn cần phải cố gắng rèn luyện trong cả một quá trình. Còn xét về tình cảm tuổi Nhâm Tuất trong năm 2020, chuyện tình cảm của người tuổi Nhâm Tuất không có nhiều khởi sắc, tuy nhiên nam mạng gặp nhiều may mắn hơn là nữ mạng. Phái nam có thể gặp được một vài đối tượng hứa hẹn, tuy nhiên nếu không dũng cảm bày tỏ giành lấy cơ hội thì tỷ lệ thành công không cao. Muốn gây ấn tượng với người khác giới thì bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói, biết thể hiện sự quan tâm của mình đối với đối phương cũng như là thể hiện tài năng của mình để gây ấn tượng với người ấy. Nếu có thời gian rảnh thì không nên sống khép mình mà nên tích cực tham gia các buổi giao lưu, tụ tập và tự tin thể hiện bản thân. Như vậy, bạn có thể thu hút được sự chú ý của nhiều người khác phái hơn, dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Với phái nữ thì bản mệnh không có nhiều cơ hội gặp được người như ý. Nếu muốn có đôi có cặp vào thời điểm này thì bạn không thể ngồi yên chờ thời cơ mà nên chủ động tiếp cận theo đuổi người trong lòng mình. Với những bạn chưa lập gia đình, để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái thì nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu với nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Với những người đã lập gia đình thì để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc là kiếm gỗ đào để hóa giải.
Trong mối quan hệ với mọi người thì cần giữ trạng thái tâm lý vui vẻ, tích cực, hòa đồng, không nên nóng nảy khiến người khác có ấn tượng không tốt về mình. Mặt khác, do ảnh hưởng của sao cô thần quả tú nên những người đã lập gia đình hoặc những người đã có đôi thì sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối. Bạn cần dành nhiều thời gian ở bên nửa kia hơn, quan tâm và bao dung với người ấy. Khi có bất đồng quan điểm thì cần giữ thái độ bình tĩnh, không nóng nảy, nếu không rất có thể vô tình gây ra những ảnh hưởng không tốt với mối quan hệ, thậm chí là rạn nứt, chia ly. Hãy nhớ rằng bao dung chính là vũ khí toàn năng xóa bỏ mọi mâu thuẫn và khoảng cách. Còn về sức khỏe, vì thái tuế không gây những ảnh hưởng trực tiếp lên bản mệnh nên tình trạng sức khỏe của người tuổi này khá là ổn định. Tuy nhiên thì tuổi Nhâm Tuất cũng cần phải chú ý giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn xung đột với người khác, nên hạn chế sử dụng những đồ sắc nhọn hoặc đến những nơi ẩm ướt, âm u, nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày thì cần chú ý giữ lối sống lành mạnh, tránh xa rượu bia và các chất kích thích khác. Nếu không, không chỉ sức khỏe của bạn xuống dốc mà ngay cả sự nghiệp cũng phải chịu ảnh hưởng xấu. Sức khỏe không được tốt trong năm, hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an, sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú, giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Ngoài ra thì bản mệnh còn dễ mắc phải bệnh vặt khi thay đổi thời tiết, khi trời chuyển lạnh hoặc là chuyển nóng thì cần có trang phục thích hợp. Con giáp này không nên quá tập trung vào sự nghiệp mà quên mất việc nghỉ ngơi. Khi có thời gian rảnh rỗi hoặc là khi phải chịu áp lực căng thẳng thì nên chú ý nghỉ ngơi, đến những nơi trong lành để thay đổi tâm trạng hoặc là trò chuyện, tham gia các hoạt động tập thể với mọi người. Thứ hai, cùng xét về nữ mệnh. Xét theo phương diện cuộc sống gia đạo, cung đặt mệnh tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng 2020 có các sao Thái Tuế, Mộ. Đây là bộ sao chủ về công việc có sự thay đổi và tình cảm dao động không được tốt. Còn đối với nữ sinh năm 1982 đã có gia đình thì đây là một năm tình cảm có nhiều khúc mắc, hai vợ chồng không được tốt, luôn có sự cãi vã trong cuộc sống. Còn đối với những người đơn thân thì đây là một năm tình cảm không có bước tiến, cho nên đầu năm làm lễ giải và cầu duyên thì cuối năm tình cảm sẽ được như ý. Cung xung chiếu tử vi nữ sinh năm 1982 năm 2020 có các sao Thiên Việt, Thiên Phúc, Thanh Long, Quan Đới, Tuế Phá, Thiên Hư, Thiên Khốc, Triệt. Đây là bộ sao chủ về có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên cũng có người phá hoại hay nói xấu và có nhiều chuyện buồn đưa tới trong gia đạo mình, mong muốn và gặp được người tốt. Còn xét về phương diện sức khỏe năm 2020, ra ngoài chú ý tay chân cẩn thận hay là chú ý những vật nhọn đâm phải. Cung tam hợp tử vi Nhâm Tuất 2020 nữ mạng có các sao Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tràng Sinh, Bạch Hổ, Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Chỉ, Đế Vượng, Tướng Quân, Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La, Tuần. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài có tài có lộc do người khác đưa tới. Tuy nhiên thì chú ý sức khỏe cẩn thận và ra ngoài chú ý gặp phải cửa quan hưởng thụ, thường không phải chịu áp lực ràng buộc từ cấp trên và đồng nghiệp. Còn xét về phương diện làm ăn sự nghiệp, có sự thay đổi trong công việc và làm ăn, tìm được việc phù hợp với bản thân. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát Bảo Tâm Kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng, phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Tài chính tiền bạc của quý cô Nhâm Tuất tuy không làm ra được nhiều nhưng cũng đủ chi tiêu trong cuộc sống. Cung nhị hợp tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2020 nữ mạng có các sao Thiếu Dương, Đường Phù, Hỷ Thần, Thiên Không, Tử. Đây là bộ sao chủ về nhiều bạn giúp đỡ. Tuy nhiên không nên đầu tư tiền bạc nhiều vào trong công việc năm nay. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Nhâm Tuất năm 2020, tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý, tất cả mọi mặt trong cuộc sống của người tuổi Nhâm Tuất đều khả quan, đặc biệt là ở trên hai phương diện tình cảm và tài lộc có những bước phát triển rất là rõ rệt. Trên phương diện tài lộc thì người tuổi Nhâm Tuất phải chi tiêu khá là tốn kém, tuy nhiên bản mệnh cũng nhận lại được một khoản tương ứng. Còn xét về phương diện tình cảm, những người còn độc thân vượng vận đào hoa, bản mệnh dễ dàng nhận được sự chú ý của những người khác giới thông qua những buổi tiệc tùng hay là họp mặt.
Nếu biết nắm chắc cơ hội thì nhiều khả năng bạn sẽ tìm được người như ý muốn. Còn đối với những người đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng khá là ổn định, không có nhiều mâu thuẫn hay là tranh chấp xảy ra. Nếu có mâu thuẫn thì cũng có thể giải quyết nhanh chóng, đôi bên biết nhường nhịn, bao dung cho nhau. Tử vi tháng 2 2020 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất ổn định trong thời điểm này, về tổng thể thì có dấu hiệu phát triển đi lên, tuy nhiên thì sức khỏe lại không mấy lý tưởng. Tháng 2 âm lịch, bản mệnh có duyên với quý nhân, tinh thần làm việc nhóm tốt, có cơ hội để thể hiện năng lực và trình độ của bản thân, nhận được sự biểu dương và trọng dụng của cấp trên. Ngoài ra thì con giáp này giữ được mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, không có mâu thuẫn tranh chấp xảy ra nên không phải chịu áp lực tinh thần, có nhiều thời gian để tập trung cho công việc. Còn tình hình sức khỏe không như ý, phần lớn do bản mệnh sức đề kháng kém, thường xuyên mắc phải những bệnh vặt như là cảm cúm, nhức đầu, viêm họng. Vì thế, người tuổi này cần chú ý giữ gìn sức khỏe, có cách ứng phó thích hợp với sự thay đổi của thời tiết, đồng thời phải chăm chỉ rèn luyện thân thể, tăng sức đề kháng cho bản thân mình. Tử vi tháng 3 âm lịch, thời điểm tháng 3 âm, sự nghiệp của bản mệnh vẫn tiếp tục có những bước tiến tích cực, tuy nhiên thì tài vận lại có dấu hiệu xuống dốc, về tổng thể thì khó có cơ hội phát triển. Trong công việc, người tuổi Nhâm Tuất có được những cơ hội mới, đồng thời cũng là thách thức mới. Tuy nhiên, việc này lại mang lại áp lực khá lớn, nhưng nhờ thế mà bản mệnh có thể phát hiện ra được những khả năng tiềm ẩn của chính mình có lợi cho việc phát triển sự nghiệp trong tương lai. Còn về phương diện tiền bạc, con giáp này cần phải chi tiêu những khoản khá là lớn cho các nhu cầu cuộc sống, cho các thành viên trong gia đình hoặc các hoạt động giao lưu tiếp khách mà lại không có khoản tiền thưởng tương ứng. Cần tiêu pha hợp lý, chỉ dành tiền cho những nhu cầu thật sự cần thiết, tránh tới khi có việc cấp bách lại vay mượn ngược xuôi. Tử vi tháng 4 2020 âm lịch, tình hình tài chính của người tuổi Nhâm Tuất có bước phát triển tích cực trong tháng 4 âm lịch này. Tuy nhiên thì chuyện tình cảm lại khiến cho bản mệnh đau đầu, bạn thường rơi vào trạng thái uể oải, buồn bã. Những người làm trong lĩnh vực ẩm thực, đá quý, buôn bán sẽ kiếm được những khoản lợi nhuận khá là lớn trong thời điểm này, nguồn thu nhập tăng lên đáng kể. Đồng thời, những người làm đầu tư kinh doanh thì cũng nhận được sự giúp đỡ của thần tài nên dễ tìm được mối đầu tư như ý, thu lại được cả vốn lẫn lời. Xét về vận trình tình cảm, những người đã kết hôn thì thường mâu thuẫn tranh cãi với nửa kia về những chuyện liên quan đến sự nghiệp hoặc con cái. Nếu không nhanh chóng khắc phục những mâu thuẫn hiện tại thì mối quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng trở nên xa cách. Cách tốt nhất là đôi bên cần trò chuyện nhiều hơn, bao dung và thấu hiểu cho nhau. Tử vi tháng 5 2020 âm lịch. Trong tháng 5 âm lịch, lĩnh vực tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu khởi sắc nhưng sự nghiệp lại khá bình bình. Vào thời điểm này thì những người còn độc thân có cơ hội phát triển tình cảm với bạn bè hoặc đồng nghiệp, còn những người đã tìm được nửa kia thì có thể hóa giải những tranh cãi hiểu lầm trước đây, tình cảm lại trọn vẹn như thuở ban đầu. Trong sự nghiệp, bản mệnh có thể sẽ phải tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc một cương vị hoàn toàn mới. Hoàn cảnh lạ lẫm khiến cho bạn cảm thấy lo lắng, áp lực. Vì vậy, hãy cố gắng suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, tìm cách hòa nhập với mọi người và nội dung công việc. Tử vi tháng 6 2020 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất có những dấu hiệu phát triển tích cực hơn so với tháng trước, nhưng sức khỏe lại giảm sút khá là rõ ràng. Trong công việc thì bản mệnh có thể nhận được sự tin tưởng và trọng dụng của cấp trên, tìm được cơ hội để thử thách chính bản thân và thể hiện năng lực của mình. Nếu có thể tự tin nắm bắt, bạn chắc chắn sẽ là một thành viên quan trọng trong tập thể. Đồng thời thì bản mệnh cũng cần chú ý học hỏi, đi sâu vào những tri thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thiện bản thân, không nên có thái độ kiêu ngạo coi thường người khác. Trên phương diện sức khỏe thì con giáp này cần phải chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để tăng sức đề kháng, không nên ngồi điều hòa quá lâu hoặc là ngồi điều hòa nhiệt độ quá lạnh gây ảnh hưởng đến da và hệ thống hô hấp. Tử vi tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch thì tiền bạc của người tuổi Nhâm Tuất ở trạng thái tương đối khả quan, cộng với đó thì chuyện tình cảm cũng được như ý muốn. Những người làm trong ngành thực phẩm hoặc là dịch vụ có nhiều cơ hội làm ăn, tiền bạc chảy vào túi không ngớt. Những người làm đầu tư bất động sản cũng có cơ hội khẳng định mình, nhận được sự tin tưởng của cấp trên, có khả năng sẽ nhận được tiền thưởng hoặc là có cơ hội thăng chức. Trong tháng cô hồn thì đôi khi mệnh chủ có thể xảy ra tranh chấp, cãi vã với nửa kia. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội để đôi bên thấu hiểu về nhau, khiến cho mối quan hệ giữa hai người ngày càng khăng khít.
Những người còn độc thân thì cũng có cơ hội được tìm kiếm người ưng ý nếu chăm chỉ tham gia vào các hoạt động tụ tập, giao lưu bạn bè hoặc là thông qua mối quan hệ của người thân bạn bè. Tử vi tháng 8 2020 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất khá là ảm đạm trong tháng 8 âm lịch năm Canh Tý, đặc biệt là vào nửa cuối tháng sẽ có dấu hiệu xuống dốc khá là rõ ràng, vì thế mà tiền bạc cũng chịu ảnh hưởng lớn. Trong công việc thì người tuổi này làm việc chăm chỉ, cố gắng nhưng lại chưa chắc đã nhận được thành quả tương xứng. Mối quan hệ xã giao thì lại không thuận lợi, bản mệnh thường phải chịu sự gièm pha, cô lập của đồng nghiệp, khó có thể hòa nhập với mọi người nên dễ phải gánh chịu áp lực tinh thần lớn, làm việc không năng suất được như bình thường. Còn trên phương diện tiền bạc, tuổi Tuất phải chi tiêu khá nhiều cho các nhu cầu cuộc sống hoặc là lễ lạc nên thường xuyên không mấy dư giả. Những người đã lập gia đình thì gánh vác trách nhiệm trên vai, cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm hơn. Không nên chi tiêu hoang phí cho sở thích cá nhân và những việc không cần thiết. Tử vi tháng 9 2020 âm lịch, tình cảm của người tuổi Nhâm Tuất không được tốt đẹp trong tháng 9 âm lịch, tình trạng sức khỏe cũng không có dấu hiệu khởi sắc. Những người đã lập gia đình hoặc đã tìm được nửa kia thì dễ xảy ra hiểu lầm, xích mích với đối phương vì các mối quan hệ nam nữ ngoài xã hội. Chỉ cần bất cẩn xử lý không thỏa đáng thôi thì rất có thể mối quan hệ giữa hai người sẽ phải chịu tác động lớn. Khi mâu thuẫn xảy ra thì người tuổi này cần phải chân thành và thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, không nên nói năng lấp lửng khiến đối phương hiểu lầm, mất đi niềm tin với mình. Còn về phương diện sức khỏe về bản mệnh, cần phải chú ý an toàn thực phẩm, nhất là những người còn trẻ tuổi. Trước khi ăn uống thì cần phải biết rõ nguồn gốc thực phẩm, không nên ăn uống ở những hàng quán ven đường. Khi ăn chưa rửa tay, tránh mắc những bệnh về đường tiêu hóa. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng 10 âm lịch thì tình hình tài chính của người tuổi này lên xuống thất thường. Về tổng thể thì có dấu hiệu sụt giảm, tuy nhiên phương diện tình cảm lại có những bước chuyển tốt đẹp. Người người làm trong lĩnh vực đầu tư dễ phải chịu tổn thất về tiền bạc, đặc biệt là những người làm ăn nhỏ lẻ, dễ phải chịu sự cạnh tranh của nhiều đối thủ, khiến cho thu nhập không được như trước. Ngoài ra thì bản mệnh còn dễ gặp phải các đối tượng lừa đảo, trộm cắp, vì thế cần phải giữ sự tỉnh táo, không nên cả tin mà đầu tư mua bán hàng hóa một cách mù quáng. Còn trên phương diện tình cảm, người tuổi này có quan hệ ngọt ngào, đáng ghen tị, bạn và nửa kia ngày một thấu hiểu cho nhau hơn, hiếm khi xảy ra mâu thuẫn cãi cọ, bạn sẵn sàng xuống nước để giữ gìn mối quan hệ giữa hai người. Tử vi tháng 11 âm lịch, trong tháng này thì sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tuất tuy không hoàn toàn thuận lợi nhưng vẫn có dấu hiệu phát triển tích cực hơn so với điểm trước. Tuy nhiên thì bản mệnh lại cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe của mình hơn. Trong công việc thì đôi khi bản mệnh phải đối diện với thử thách, nhưng vấn đề không quá to tát, chỉ cần giữ thái độ lạc quan, tự tin thì mọi việc đều có thể được giải quyết một cách thuận lợi. Đây cũng chính là cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình cho đồng nghiệp cấp trên. Tuy nhiên, những người làm trong lĩnh vực marketing, bất động sản, bảo hiểm thì cần chú ý mỗi khi đàm phán hoặc là ký kết hợp đồng, tránh mắc lừa đối thủ hoặc là những kẻ lừa đảo. Còn về tình trạng sức khỏe, sức đề kháng của bản mệnh không tốt, vì vậy trước khi ra khỏi nhà cần phải chú ý ăn mặc giữ ấm cho cơ thể để tránh mắc các bệnh cảm cúm, ngạt mũi. Tử vi tháng 12 âm lịch, vào thời điểm tháng cuối cùng của năm Canh Tý, vận thế của người tuổi Nhâm Tuất có dấu hiệu phát triển đi lên, đặc biệt là hai phương diện sự nghiệp và tình cảm. Trong công việc thì nhờ có thần may mắn giúp đỡ mà bản mệnh có thể phát huy được khả năng của mình, đánh bại được đối thủ, đóng góp lớn vào sự nghiệp phát triển của công ty, nhận được sự đánh giá cao của ban lãnh đạo. Đồng thời thì con giáp này cũng mở rộng được các mối quan hệ xã giao trong các buổi liên hoan tiệc tùng, mang lại nhiều lợi ích cho sự nghiệp sau này. Về phương diện tình cảm, những người đã lập gia đình thì tận hưởng bầu không khí ngọt ngào, hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái quây quần. Hóa giải theo phong thủy vi tinh năm 2020, xem tổng thể vận trình tử vi 2020 của tuổi Nhâm Tuất, con giáp này không gặp phải nhiều biến động lớn trong cuộc sống, vận trình thì bình ổn nhưng khó thăng hoa, mọi thứ bạn muốn đều phải chủ động nắm giữ, không thể dựa vào ai. Công việc ổn định, tài lộc có phần tăng tiến, song đường tình duyên thì lại ảm đạm. Nam mệnh là người có nhiều cơ hội hạnh phúc hơn là nữ mệnh. Trong năm sức khỏe không được tốt lắm, người thân cũng sẽ đau yếu, cần lưu ý đến chăm sóc sức khỏe cả gia đình. Theo phong thủy phi tinh 2020, người tuổi này nếu muốn vượng vận đào hoa, tình duyên như ý thì cần phải lưu ý đến góc đông bắc trong nhà. Đây là đào hoa vị 2020, nếu biết sắp xếp phong thủy thuận chiều thì sẽ giúp cho chuyện tình cảm khởi sắc trở lại.
Ngoài việc dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, đồ đạc ở khu vực này, gia chủ thì cũng cần phải chú ý ánh sáng thường xuyên chiếu rọi, đồng thời trang trí bằng đồng hồ chim công, vừa làm cho ngôi nhà thêm sang trọng, vừa kích tình duyên cho gia chủ. Trong nhà thì cũng nên bài trí đồ vật có đôi có cặp, nhất là những cặp đôi đã kết hôn thì càng phải lưu ý đến điểm này. Trong nhà cũng nên bài trí đồ vật có đôi có cặp, nhất là những cặp đôi đã kết hôn thì càng phải lưu ý đến điều này. Nó thể hiện cho sự song hành viên mãn của cả hai vợ chồng, không thiếu sót một trong hai nửa trái tim. Trong năm Canh Tý này, nhị hắc hung tinh hay còn gọi là bệnh phù tinh, chủ về bệnh tật thương vong nhập vào cung chính nam. Vì thế mà đây cũng là một trong những phương vị gia chủ cần đặc biệt lưu ý để giữ sức khỏe cho tốt. Nếu chỗ ngồi, giường ngủ của gia đình mà nằm ở góc chính nam trong nhà thì tốt nhất nên bố trí sắp xếp lại vị trí thuận chiều phong thủy hơn để tránh họa bệnh tật tai ương. Gia chủ cũng cần phải tăng cường tập luyện thể dục thể thao để tăng cường thêm sức khỏe. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Nhâm Tuất Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.